lộ diện người đẹp thủ vai Tấm trong phim điện ảnh Tấm Cám. Sau một năm vắng bóng màn ảnh sau phim Thanh Sói, vì mà Thanh Vi bất ngờ trở lại với dự án điện ảnh Con Cám của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Việc quay lại màn ảnh rộng với vai diễn cô Tấm trong phim Con Cám cũng mang đến cho diễn viên Rima Thanh Vi nhiều lo lắng. Đối với nữ diễn viên 9X, đây là một nhân vật khó chính, vì thế cô cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng diễn xuất. Những vai diễn trước đây của nữ diễn viên 9X đều có cá tính mạnh mẽ và gai góc. Ngay sau khi nhà sản xuất công bố thông tin trên, Rima Thanh Vi nhận về không ít ý kiến trái chiều. Vì những vai diễn trước đây của nữ diễn viên 9X đều có cá tính mạnh mẽ và gai góc nên khi nhận vai diễn này, người đẹp không tránh khỏi lo lắng và phải nỗ lực rất nhiều.